Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cả một chủ đề là FOMO. Bạn đã bao giờ cảm thấy tê liệt vì sợ hãi trước ý tưởng làm ai đó thất vọng chưa? Có lẽ bạn đã từng nghe đến FOMO, nỗi sợ khi bị bỏ lỡ. FODO là Fears of Disappointing Others cũng có chút yếu tố của FOMO. Sợ hãi ở đây không phải là vì con người ta sợ bỏ lỡ cuộc chơi hay vì sự hiện diện của bản thân ở nơi nào đó, mà nỗi sợ khi phải đối mặt với nỗi thất vọng mang đến cho người khác. Hai định nghĩa này nhìn thoáng qua có vẻ rất là giống nhưng có những lập luận khác nhau. Cảm giác để bạn bè hoặc thành viên trong gia đình thất vọng là điều tồi tệ nhất. Vì vậy, chúng ta mong làm bất cứ cái điều gì đó để mang lại cái sự vui vẻ cho họ, mang lại cái sự không thất vọng cho họ. Xã hội ngày nay thì dường như tôn vinh cái nỗi sợ này như một điều gì đó khá tích cực, bởi có nghĩa là ta đã biết quan tâm hoặc là đang quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một luồng cảm xúc vô cùng tiêu cực khiến chúng ta bỏ quên cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Ta quên đi mất rằng người chúng ta cần mang lại hạnh phúc và yêu thương trước tiên đó chính là bản thân của chúng ta. Vâng, tất nhiên tôi sẽ đến dự bữa tiệc đó ngay sau giờ làm việc. Có chứ, con sẽ sinh con thứ hai sau khi cháu lớn được 2 tuổi. Vì nhiều người bảo sinh con như vậy sẽ dễ nuôi hơn. Đôi khi chỉ là một việc nhỏ hay là một lời nói thôi thì những cái cảm giác của bạn ấy không được thoải mái. Và nếu như mà bạn sẽ từ chối thì làm người kia buồn, làm người thân buồn. Nhưng làm hài lòng một ai đó bằng mọi giá. Đừng sống cuộc đời của bạn cho một ai khác. Bất cứ điều gì bạn đang trì hoãn, lo lắng, điều đó sẽ khiến người khác thất vọng. Đưa ra cái quyết định. Có những cái năm tháng tuổi trẻ thì mình đã sống hết mình, nhiều khi là theo lý trí con tim và hành động ra khỏi cái vùng an toàn, muốn trải nghiệm cuộc sống. Những gì mà đối với người khác có lẽ là một điều không thể tưởng tượng được. Nhưng tâm đăng ký qua một cái tổ chức cho sinh viên Java qua Ấn Độ, làm tình nguyện viên cho hoạt động từ thiện. Thật sự mà nói thì nhiều người bạn và một số người thân trong gia đình của mình ý, lúc đó và có lẽ đến tận bây giờ thì không hiểu được lý do gì mình lại quyết định để sang Ấn, một ý, lại kém phát triển hơn châu Âu để trải nghiệm cuộc sống. Thời điểm đó thì mình cũng không suy nghĩ gì sâu xa là sẽ phải sống gian khổ ra sao khi so sánh với tiêu chuẩn của Ba Lan vào những cái năm 2011. Chỉ biết là thực sự muốn khám phá thế giới để có thể trao đổi và học cách sống linh hoạt hơn, dễ thích nghi trong mọi môi trường sống. Mình đã bỏ ngoài tai những cái suy nghĩ tiêu cực và về cái đất nước Ấn Độ như là quá đông dân này, ô nhiễm môi trường cao này, trọng nam khinh nữ này, hay nguy hiểm cho phái nữ này nếu như là không hoàn toàn thông thạo như là dân thổ địa. Nếu ngày đó mà mình chỉ dám hành động và cư xử để làm hài lòng một ai đó thì những người có cách suy nghĩ đối lập với mình ấy thì giờ đây mình sẽ phải cực kỳ hối tiếc cho cái quyết định đó, bởi vì không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thô sơ pha lẫn chút gì đó huyền bí của Ấn Độ. Đất nước tỷ dân này là một vùng đất xinh đẹp, quyến rũ, nhất nhì của châu Á. Nơi đây luôn là một trong những cái điểm dừng chân đầy mơ ước của những tín đồ đam mê du lịch. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Taj Mahal, Pink City, Jaipur hay là đi hành hương ở Kashmir, Himalaya hoặc là tham gia tục lễ tắm sông Hằng. Riêng mình thì may mắn được biết thêm nhiều cái điều thú vị về văn hóa, phong tục ở nơi đây. Thời gian sống chung với một nhà trọ cùng với những cô gái tại thủ đô ở New Delhi thì họ vừa là những người bạn gái truyền thống, vừa bắt nhịp theo cái lối sống phương Tây mà không sợ học hỏi những cái điều mới nữa. Ngoài ra thì mình cũng được biết đến lối sống của những người tầng lớp dưới nữa. Chắc các bạn cũng biết hoặc nghe qua bộ phim đình đám là Slumdog Millionaire đúng không? Triệu Phú Ổ Chuột. Bộ phim có phản ánh thực tế đến cuộc sống của những cái người dưới cùng tận đáy xã hội. Thì mình có tiếp xúc với các em bé nhỏ tại những khu ổ chuột này, nơi mà có 8 người phải sống chui sống lủi trong một không gian chật hẹp khoảng 3-5 mét vuông và 3 thế hệ thay phiên nhau ngủ trong căn nhà tồi tàn này. Các em bé thì thường không được đến trường do là hoàn cảnh gia đình nghèo khó này và thiếu thốn điều kiện này. Nạn mù chữ tại đất nước này thì vẫn là đang khá là cao. Theo thống kê thì khoảng 73-75% dân số nằm trong danh mục thứ hai những người tiếp xúc với giáo dục theo trang Story Maps. Từ thời cổ đại, giáo dục đã được điều hành với mục đích là giữ quyền lực của giới tinh hoa cầm quyền. Vào thế kỷ 20 thì ở Ấn Độ, nhu cầu giáo dục trở thành công ích đã ra đời. Thật không may là cái giai đoạn phân cấp xã hội dựa trên đẳng cấp, bất bình đẳng về quyền đã và đang gây khó khăn cho xã hội Ấn Độ trong việc áp dụng vào giáo dục này. Luôn có sự bất bình đẳng với cả phụ nữ. Phần đông thì là khi so sánh với nam giới thì họ không được
hưởng lợi những cái quyền như là đến trường này, nạn mù chữ nữa, dẫn đến nhiều diễn biến phức tạp như là phụ nữ muốn kiếm tiền để nuôi gia đình này, thường phải chọn một nghề nào mà họ hoàn toàn không muốn như là mại dâm này. Mình đã từng nói chuyện với một cô Ấn Độ này, cô kể rằng vì muốn giúp chồng trang trải mưu sinh này đã phải ra đứng đường. Chính vì lý do đó khi phụ nữ kém hiểu biết lại không được đi học, họ thiếu kiến thức cơ bản về việc phòng chống lây lan đường tình dục khi mua bán mại dâm, dẫn đến cái tình trạng là lây nhiễm HIV rất là cao. Mình còn nhớ là khi ở khu nhà trọ chung với cả các bạn đa số đa quốc gia và các cô gái người Ấn, thường là vào buổi sáng thì có người đến quét dọn, lau chùi nhà cửa. Khi mà mình biết là khu nhà tụi mình ở thật sự là điều kiện rất là nghèo nàn, thế nhưng người giúp việc lại khá phổ biến tại Ấn, giống như là một vài nước châu Á khác như là tại Việt Nam thì ta có Oisin chẳng hạn. Người đến dọn dẹp lau chùi thường là các cô gái tầm khoảng 15 tuổi, lại rất là ngây thơ, trong sáng. Mình thì mình có một vài lần đã bắt chuyện này, hỏi ra mới biết là các bạn gái trẻ ở đây là đi làm giúp gia đình, kinh tế là khó khăn này. Một điều đáng buồn nhất là các bạn đều không biết đọc và biết viết. Mình cảm thấy rất là bồi hồi và thương tâm cho những cái hoàn cảnh khó khăn này, và các bạn gái trẻ lại không được tiếp xúc với cái giáo dục nữa. Mình chỉ thấy là bản thân là rất là may mắn, nhất là mình được sinh ra trong một cái hoàn cảnh tốt hơn so với môi trường ở mà mình đã tiếp xúc ở Ấn Độ. Và thứ hai đó là chính mình đã từng mạnh dạn không sợ hãi khi làm ai đó thất vọng để có thể thoát ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài. Chính vì những lý do đó mà mình đã đang và quý trọng cái cuộc sống mà mình có hiện tại. Ví dụ khác nữa nhé, là một podcast của The Minimalist, thì trong podcast The Comparison Trap, The Minimalist là Joshua và Ryan đã nhắc và thảo luận về vấn đề các mạng xã hội đã thao túng và khiến chúng ta so sánh bản thân với người khác nhiều hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu bằng cách là nói rằng sự so sánh này là một cái điều tự nhiên của con người bây giờ. Ngày nay với sự cái phổ biến của mạng xã hội, việc so sánh bản thân với người khác trở nên rất là dễ dàng hơn bao giờ hết, vì mọi người đều có cái sự kết nối với cả mạng xã hội, xem những bức ảnh, video về cuộc sống của người khác chỉ trong vài giây thôi. Điều này thì có thể khiến họ cảm thấy tự ti về bản thân và lo lắng rằng mình không đủ tốt. So sánh bản thân với người khác ở thời cổ đại thì khó hơn, bởi vì thời cổ đại người ta sống thường thường là sống trong một cái khu hoặc là một cộng đồng nhỏ, và các cái thông tin về cái người ở sống ở bên ngoài cộng đồng của họ rất là khó khăn để có thể biết được. Nếu như là bạn muốn so sánh bản thân với một người giàu có nào đó thì bạn sẽ phải đến gặp họ trực tiếp, và ngay cả khi bạn làm vậy bạn vẫn sẽ không có nhiều thông tin về cuộc sống của họ, và bạn sẽ chỉ biết được một phần nào đó về những cái người giàu đó thôi. Ngày nay thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta có thể xem những cái bức ảnh về những kỳ nghỉ sang trọng, những chiếc xe đắt tiền, những bữa tối lãng mạn này, chúng ta có thể đọc về những cái thành tựu hay là những thành công sự nghiệp và những mối quan hệ hạnh phúc của cặp đôi này. Việc tiếp xúc với tất cả thông tin hàng ngày có thể khiến chúng ta cảm thấy là mình đang thua kém này, chúng ta có thể bắt đầu so sánh, nghĩ rằng chúng ta không đủ tốt này, và chúng ta luôn phải cố gắng, luôn phải hoàn hảo trước mắt mọi người này, và chúng ta cũng thường sợ người thân, gia đình, bạn bè thất vọng nữa. Ảnh hưởng của mạng xã hội đến giới trẻ. Giới trẻ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhất, bởi họ đang trong cái giai đoạn phát triển bản thân và họ dễ bị định hình bởi những cái gì họ thấy trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ thì cảm thấy áp lực là phải sống theo một cái tiêu chuẩn nào đó mà họ thấy ở trên mạng. Họ cảm thấy mình phải có một cuộc sống hoàn hảo, phải có những gì mà người khác có. Để tránh bị mắc bẫy so sánh bản thân, The Minimalist đã đưa ra một số lời khuyên như sau đây. Hãy tập trung vào cuộc sống của bạn hiện tại này. Thay vì so sánh bản thân với người khác thì hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng mọi người đều đang cố gắng xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội. Những gì bạn thấy trên mạng xã hội thì không phải lúc nào cũng phản ánh cái thực tế cuộc sống của họ. Hãy dành thời gian cho những người thực sự mà quan tâm đến bạn, vì họ sẽ yêu thương và ủng hộ bạn bất kể là bạn đang làm gì. Tất nhiên là làm điều tốt rồi thì họ nhất định sẽ cùng ủng hộ bạn. Mạng xã hội có thể là một công cụ tuyệt vời để kết nối với mọi người và học hỏi những điều mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng những gì bạn thấy trên mạng không phải là lúc nào cũng phản ánh thực tại. Hãy tập trung vào cái cuộc sống của riêng bạn, cái mục tiêu của bạn, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân. Bởi khi mà bạn hạnh phúc thì bạn cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Một vài ví dụ cụ thể về một người nổi tiếng nhé, khi nào họ đã vượt qua khó khăn như thế nào. Steve Jobs thì đã bị đuổi khỏi công ty do chính mình thành lập,
nhưng ông đã không nản chí. Sau đó ông đã thành lập Apple và trở thành một trong những cái doanh nhân thành đạt nhất, thành công nhất thế giới. Malala Yousafzai là một trong nhà hoạt động nhân quyền người Pakistan đã bị Taliban bắn vào đầu, và vì đấu tranh cho quyền giáo dục của các em gái thì cô đã không sợ chết và cố tiếp tục đấu tranh cho ước mơ của chính mình. Và chính điều đó đã giúp rất nhiều cô gái trẻ. Oprah Winfrey là một nữ doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình, diễn viên, nhà văn và nhân vật truyền hình của Mỹ. Cô đã trải qua một cái tuổi thơ rất là khó khăn nhưng cô đã không bỏ cuộc và trở thành một trong những cái người phụ nữ quyền lực ảnh hưởng nhất thế giới. Nếu bạn liên tục làm theo những cái gì người khác mong đợi ở bạn, bạn sẽ đi đến đâu? Cuối cùng, bạn phải bắt đầu đưa ra cái quyết định của riêng bạn, bởi vì cuộc sống là của bạn chứ không phải là của riêng ai cả. Theo quan điểm cá nhân của mình ý, thì đó không phải là tính cách hay là cái hành động ích kỷ. Vì chúng ta nên tạo ra những cái điều khiến chúng ta hạnh phúc thì tức khắc chúng ta sẽ tự tin hơn, tiếp thêm năng lượng để mang đến cái hạnh phúc cho những người xung quanh của chúng ta. Bởi vì chúng ta có một cái mục tiêu để phấn đấu. Hãy bước ra ngoài và tỏa sáng, giống như là bạn mang đến ánh nắng ấm áp, lan tỏa tích cực yêu thương đong đầy đến tất cả mọi người. Khi bạn tin vào bản thân, đặt ước mơ của mình thành vào hành động ấy, thì người khác cũng sẽ bắt đầu đặt niềm tin vào bạn. Don't fear disappointing others, fear of disappointing yourself.